Vâng, trong lúc đi dạo chợ hoa cây cảnh Vạn Phúc Hà Đông, Hà Nội hôm nay, chúng tôi đã đến với vườn chị Đỗ Vững. Tại đây tôi đã gặp một cái buổi giao dịch giữa chị Đỗ Vững và một anh khách hàng với tác phẩm Me. Đẹp không tỷ vết. Trị giá giao dịch là cây me 5.500.000. Đây là hàng từng hàng chi hàng nét cắt giật hết, không còn một tí nào không giật giật từ cái chi con. Chậu đẹp, cây đẹp. Đây là rất tình cảm này, bán đây là chỉ bán là giao lưu đấy, gọi là có lấy một xu tiền lãi để thôi. Đứng hai người đứng hai bên bắt tay đi. Thế chuẩn bị tiền chưa? Chuẩn bị tiền thì để gọi cô Đỗ Vững đến nhận tiền và có một cái buổi giao lưu tuy nhỏ thôi nhưng mà rất là vui và động viên. Nó đều cây. Anh xem cả cây nhỏ là 2 triệu rưỡi 3 triệu nha, tôi bảo anh nên lấy cây này. Rồi. Nên lấy cây này. Cây này sáng em làm giá rồi nhưng mà bác ấy cứng quá. Sáng ngày cứ phải chốt 6 triệu à? Vâng. Vâng. 65 và sáng có 6 triệu rưỡi à? Sáng qua bảo đúng 65 mới chốt. Không, cây này là tôi mua hộ. Mua mấy cây rồi? Em ơi, còn phải mua em sang đây đi. Bắt tay nhau đi. Này, chốc nữa bảo nó bê cho ô tô nhá. Nhưng bọn tôi đéo bê đâu, bố tôi vào đây là nó bắt. Nào, hai vị bắt tay nhau để tôi chứng kiến cái cảnh này gái. À, rồi, chụp ảnh nhá, chụp ảnh này. Sau nhá. Rồi, xong rồi. Tiền em cất chưa? Chưa đếm, anh đếm tiền nhưng mà anh phải tiền à? Ừ, thế chưa đếm tiền. Ăn nhau là cái đếm tiền đi. Ăn nhau là tiền. Cho tiền 500 nghìn đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 17. Đây, bảo cho mọi người bắt cây ra cho cái. 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55. Cảm ơn anh. Bắt tay anh luôn. Bắt tay anh. Có ra hàng đây. Ra hàng cho anh 50 tình cảm nhé. Được rồi, tí lên sau. Được bao nhiêu cũng được nhưng mà nghĩa là có ra hàng. 4, 6, 8, 10. Bà không ra hàng thì tối tôi lại nhắc bà. Bà phải ra hàng. 2, 4, 6, 8, 3, 10, 3, 2, 4, 6, 3, 8, 4, 4, 4, 2, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 7, 4, 8, 4, 9, 5, 10, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 5. Đấy, bán cho anh, bán giao lưu lần này là vâng. Sao nhá. Bây giờ cái việc của em Vững đâu, em Vững ơi, việc của em là bảo người mấy cây rồi. Bê lên xe và ràng buộc cẩn thận cho khách. Đâu bảo bê lên xe đi. Thế này đi ạ. Xe này. Vâng, tôi đã được chứng kiến một cái buổi giao lưu cây me. Giá 5 triệu. Bỏ 500.000. Chúng ta đang quan sát những hình ảnh cây cảnh nghệ thuật của vườn chị Đỗ Vững. Bê hai tay hai cây. Chợ hoa cây cảnh Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Ông mua cây nào không? Ông này giỏi đấy, ông này quay phim rất hay. Ông mua cây nào không? Đấy, đang bắt cái này. Vâng, ông chỉ vào tôi, ông bảo ông này giỏi nhưng tôi có làm được cái gì mà giỏi. Quay phim được. Đâu cái cây nào bác mua? Đem hẳn ra ngoài này nhá, đừng để trong ấy chật quá. Đem ra ngoài này đi. Vâng, ở đây chúng tôi đã thấy chị Đỗ Vững giao lưu được mấy tác phẩm liền. À, đây là hai cây sam à? Anh mua cả hai cây à? Vâng. Vâng, đây là cho cây đấy lên ghế nữa, tôi quay cây này nữa. Đấy, hai cây me này, hai cây sam này giá bao nhiêu ạ? Hai cây sam bán cho anh có 3.3 triệu ba hai cây à? Vâng, mỗi cây... Em gian 100 3 triệu 2 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 chưa. À, thiếu gì? Trao tiền đi. Vâng vâng, tôi đại được chứng kiến cái cảnh trao tiền cho nhau nữa. Rất là vui. Hai này. 3 triệu. 3 triệu 3. Anh cứ đưa 3 rưỡi em trả lại anh. Tôi đưa 200 rồi gì? 100. Anh đưa 100. 100 thêm 100 nữa. Dưới vào cái tờ 200 nhưng mà bà trả lại.
Đông khối, tiền lẻ thì bà này bà còn sao đi. Vâng, còn 50 nữa. Còn ra lọc bao nhiêu? Không, không, anh cứ đưa đủ. Anh cứ đưa đủ đi. Đủ tới đấy đi nè. Đưa đủ đi, còn 20 nữa. Còn 20 nữa anh cứ nghe tôi, anh đưa đủ đi. Còn bây giờ chị vẫn đưa gửi lại. Đấy thế chứ thì đấy, anh đến với nhà hàng em mà em rất cảm ơn quý anh. À, vâng. Tuyệt vời rồi. Anh cái này chở theo anh. Rồi. Và tôi xin chúc mừng bác nhá. Bác mất tờ 200 ở đâu? Bác quê, bác quê đâu bác? Quê Bình Đà. À, Bình Đà Ứng Hòa. Bình Đà là Ứng Hòa, Bình Đà Thanh Oai. À, Thanh Oai. Cách đây được pháo pháo Bình Đà đấy. Cách đây 10 phút thôi. Vâng. Đi qua đấy thì mới xuống Ứng Hòa. Đúng rồi. Thì chúc mừng bác có hai cây sam. Cái ông bỏ mua từ này còn đắt hơn rẻ. À, đắt quá. Đi. Đã mua là được, không dùng từ đắt rẻ nữa. Bác may mắn cái cây đấy. Em kết nhất thì sáng em đi nào, em vòng nào cây đẹp. Cây đẹp mà, tất cả hai mặt. Hôm nay mua cây nó tinh cực kỳ, toàn mua cái đẹp. Cây đẹp thì tôi bỏ tiền đẹp thì mình mua cây đẹp. Tôi chuẩn bị về thì anh ấy đến anh vỗ vai anh bảo bà Vững bà bán rắn quá, tôi bảo rắn là rắn thế nào. Cây me là cứ phải 6 triệu. Đấy, tôi mới quay lại luôn. Nói thật với bác là nhẽ em bán đúng 6 triệu. Nhưng mà để bác không sắc cũng xinh là bác hay đến đây khoe cho là bán 5 triệu rưỡi. Vâng, được rồi, chúng ta đã thành công. Chúc mừng ông mua được cây me có được một tác phẩm mới đẹp trong khuôn viên nhà mình. Và chúc mừng cô Vững bán được cây để có 5 triệu rưỡi lấy tiền tàu xe đi lại giữa đây và Điền Xá, Nam Định. Đâu còn cây nào nữa? Cây nào chị muốn bán nữa? Cây này mà nếu mà em bán giao lưu tình cảm này em chỉ lấy có 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi cây lục vừng. Bán 7 triệu. Cây này già được khoảng 50 năm tuổi. Không, 6 triệu rưỡi là cao. Không ạ. 60 năm này ạ. Anh kiếm đâu ra được như này? Đẹp mỹ mãn. 5 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi. Thế tôi hay nghe nhầm quá. Vâng ạ. Tôi hay nghe nhầm quá. Hàng này của em mấy chục năm tuổi rồi. Vâng, được rồi. Đây là cái hình ảnh của tác phẩm Lục Vừng. Vâng. Lấy dễ làm thân. Có một cái đường truyền rất giống là một con thú đang nằm xuống. Đúng không? Vâng, cây này là cây lão hạp ấy. Đẹp lắm. Đây, 50 là để bán nhá. Bán. Có lẽ là bà này bà tiếp khách liên tục đấy. Vâng, vâng. Cứ mua bán ra vào. Em phải thuê 4 người bán. Vâng. Nhưng mà cái bọc tiền của bà phải giữ cẩn thận nhá. Vâng. Cứ chạy đi chạy lại nhiều là rơi là tôi nhặt đấy. Quay đi. Bây giờ cái việc còn lại là đưa cái cây me này lên xe buộc cho người ta đi để đi về. Tôi cũng về cùng đấy. Thanh niên đánh bài người làm chứ em về nên em nặng lắm. Thắng con hộ mẹ đi. Thôi nên đi mẹ chàng đây. Đây xe mình đây đúng không? Vâng. Thôi chuyển lên đi. Chuyển xe lên buộc qua đi. Để về không nắng quá rồi. Này nó bao nhiêu? Ba khóm này có 1.6-1.50 triệu. 1.6-1.50 triệu. Vậy chỉ mỗi khóm là hơn 500 à? Một chị mua. Người ta xem không? Thì em bán hàng với thật. Vâng. Riêng chị mà lô mua hai khóm này đã. Vâng. Phải thuê ba người bán liên tục. Rồi. Để người mình là chủ là thu tiền, một những người kia là người bán. Mùi hương cả cái chợ Vạn Phúc này người ta đồn là bà bán hàng có duyên. Đúng. Nhất đấy. Em bán hàng rất dễ, chỉ cộng 10.000 em bán luôn. Người ta nói thì không. Loại này bán chắc cô sinh. Ôi giời ơi, hương sắc đô sinh thật nào. Thơm thật đấy. Hôm nay mới gặp bà hương sắc đô sinh.
video của bác là rất tuyệt vời, xem rất có hồn và luôn được biết các cái giá cả về cây, đặc biệt là quay rất chi tiết. Hôm nay mới gặp Mùi Hương ở chợ Vạn Phúc. Tuyệt vời. Tôi nín thở nghe anh nói. Cảm ơn anh nhá. Vâng, chào bác. Luôn đồng hành cùng với Đỗ Sinh. Tức là 550 một chậu này. Nắm rồi đấy nhỉ? Được rồi đấy. Nhưng mà em phải cắt bỏ những cái đuôi lá khô. Rồi này. Em mới lấy hàng vừa xong một đống lắm. Cái này nhiều vòi hơn. Nhiều vòi hơn thì bán xuống 5. Ít vòi hơn thì bán 500. Rồi bán 550 xong. Thì cứ như thế thì người ta giả xuống là vừa. Hai cái này hoa khác nhau à? Hai loại khác nhau. Nhưng mà em ơi, nói gì thì nói thì xe máy người ta để kia, mẹ người ta trả tiền 5 triệu rưỡi rồi. Vâng. Cho người lên buộc đi để đi về. Mày chăng đi để cả mẹ được. Chăng lên để người ta cần đi về chứ để. Từ sau nếu mà như thế này tôi nói công mua cây là phải chăng lên xe xong rồi trả tiền. Và bây giờ cũng trưa rồi, Đỗ Sinh còn phải đi công việc khác. Tôi xin chia tay với chợ hoa cây cảnh Vạn Phúc Hà Đông trong phiên ngày hôm nay. Tất cả những hoạt động của chợ hoa cây cảnh Vạn Phúc Hà Đông sẽ càng ngày càng sôi động từ giờ cho đến điểm cuối năm âm lịch. Nhất là từ mùng 1 tháng 12 âm lịch trở đi là tháng cuối năm. Tất cả sôi động của chợ sẽ họp cùng ngày nào cũng như nhau, chứ không phải là chỉ có ngày 5, ngày 10. Bán hải đường kìa, kia à, đây là cháu là con mẹ Vững à? Dạ. À, tao đến đây với hôm nay mới gặp mày đấy. Vâng, cháu hay về quê ạ. Ừ. Vâng. Thế cũng có cháu, thế con anh đang vượt kia là giúp việc à? Anh ấy ở gần nhà. Ừ, thế được rồi. Mẹ mày đảm đang lắm đấy. Vâng. Đằng kia tao ngồi cả vợ chồng cô Tâm đằng kia làm thế. À, vâng. Thôi được rồi, cũng là cái công việc làm ăn. Vâng. Quê mình là đất là nghề mà. Vâng. Nên là phải giữ lấy cái nghề. À, vâng, vâng, chào bà. Bà nói là lâu lắm mới nhìn thấy tôi đấy, từ giờ tôi lại chịu khó đến đây vậy. Chịu khó lên đi nhá. Rồi. Quay cho bà con đi. Rồi. Được, 1-2 phút nữa là anh em tôi lên xe là đi về. Đi cùng mà nó mà đổ vỡ là mẹ xuống đòi lại tiền. Rồi, mà cây này là bác lại mua hộ đấy. Đây, giới thiệu với anh là cây hải châu của em.